nhà nhà chính lúc đầu là đi tưởng cung rồi thì mà mình nếu mà có đồ trong là cung thì mình cả nhà luôn rồi. Bà to, bà to, Anh bà nhớ hiểu chuyện to. này rồi, nói gì nữa, trở về với hành tinh của em đi ạ. Bạn nào, bạn nào? Yes. Ồ, thế chỉ có hòa thôi à? Yes. Ôi trời ơi. Khô lời, xem bạn cho son ca thả. Và vừa chắc cái lốt xe cho ra quân mắc bình. Xem thô đối đầu với sang sang ta. Rồi cho Sopran à, cho Sangata đối đầu với Sang Ban. Cho Son à, cho Son là phiên bản Sang, phiên bản fake. Ở Sang Ban với nó. Coi là cầm sen. Vâng, trận này đánh hay rồi. Ở quân thế này thì chịu chết thôi. Vâng, lốt xe vừa nói câu lốt xe đấu xong ra những cái quân như này là thử thách lòng tin, lòng kiên nhẫn của các game thủ. Đây đây, tí tí tí, anh cho xem, anh vừa chụp ảnh thôi. Dạ. Ơ thì nói thứ tôi có nói gì mang đâu. Ơ khổ quá cơ. Chú voi. Nhưng mà nó bỏ ra tìm vào livestream của mình, nó không vào livestream của em yên tâm, không bao giờ tìm nó. Quân này thì đánh là cho Son thì đánh BB và tròi. Ông Kikara thì đánh voi. Có tính ra quân này mà đánh đánh như cái kiểu mà đánh đánh D4 thì là cân nhỉ. Cho Son thì đánh BB này. Kata thì đánh voi và bẹt. Xem pan. Ờ, cho Son đánh Nima mạnh lắm. Cho Son đánh Nima là cực kỳ mạnh. Ngoài phải cảm tử thôi. Trận đấu này chính chức là Phan Đình Giót thôi. Cảm tử vì Tổ quốc trong trận đấu này. Vâng, khả năng cao chỉ lốt nốt xe đấu này thôi anh em nhá. Vâng, xi măng này đánh 3 kèo. Cái gì đây? Phê, phê. Vâng, hôm nay xi măng đánh 3 kèo gần 1-4 là tiểu màn thầu cầm pan. Thôi bây giờ thì nào làm một cái tên mà gì đó pepperoni thôi, hoặc là coi nage chẳng hạn. Coi nage là đá à, là vàng sợ toi mới là đá. Ừ, bao chẳng hạn, big daddy rapper đi map thì cái con chó son này thì nó bá rồi. Chó son này đi map rất là mạnh. Vâng, vậy là thứ gần vòng 4 là cầm ban thì mang là cho so đến đầu với sen. Cho so đến đầu với sen một ông mắc và một ông mi. Quần đỏ phơi ra. Thôi làm mỗi thằng vài ba cái BB xem nhà đội bạn nó có đập móng không. Biết đâu nó là nhỡ tay là cái đòm cái. Là xong trận. Vâng, vậy là khả năng cao là chúng ta sẽ đến với chương trình quay lại với cái chủ đề kiếm hiệp thôi. Ở quân này thì bị thản rồi. Okay.
Quân kinh quá anh em, khô lời rồi. Còn bây giờ đâu là Putin ma giáo sập nguồn chẳng hạn, bị đít chẳng hạn thì ngon nhỉ. Còn 4 ông cầu voi thì em lên 17 cầu voi hộ. Đúng rồi. Rõ ràng mình nhìn thấy thằng dân 14 đang cầu voi về với thứ 17 sang cầu hộ. Không lẽ thằng cò nó rảnh như vậy. Vâng, nhìn sơ thì cái bài ban kia là tương đối nhiều đồ đấy. Vâng, xa cơ lỡ vận rồi. Đời là thế thôi, đến từ Phú Lê. Đó, có 2 voi bầy yêu to thôi. Đắng. Phú Lê, đời là thế thôi. Đấy, hàng xuất hiện. Nên chỉ ngang cơ thôi. Solo thì đúng là khổ trước xứng sau thì mới giàu đó. Không vậy là thì là thứ dưa đang thi đấu solo với con pan này. Ơ, bảy nóng sang đây này. Vui nhỉ. Vâng, vậy là một nạc đà và một cái gì kia. Sỏi không? 15 đến từ thớ. Solo cho son solo với xe nghe vẻ nan giải bắn nổi vàng không ở đây, đây đây một tỷ con nông dân đủ số để đánh phủ nhảy nhảy không chịu được vòng quân đã gì rồi vòng quân thì cho tổng đá ban xe. Lại được con nạc đá nữa đấy. Lại được đấy. Rồi thủ đúng con. Con ít máu được ngay. Chín rồi. Ôi xin anh em.